Hello anh em, à, mình ở bài bye, bye đây Tôi nghĩ mẹ thằng Liên Liệt nó chơi anh em mình hay sao anh em ạ Cái nhà chính vụ viện này tôi để ý mẹ mấy ngày nay like đéo ra cái gì ngon cả là Cái ngày đầu tiên ấy, là tôi có ba cái món tím này, món đồ tím này tôi đi được uh, gọi điều động này ba cái màu tím này Ngày thứ hai là tôi có một cái màu tím này Mà từ ngày thứ hai đến hôm nay bây giờ mẹ tan màu xanh anh em ạ Không có cái màu tím nào Mà đéo còn đéo thấy cái nhà cái cái... Uh, đéo thấy cái uh, cái lầy nữa này đấy cái uh, lời lời chứng hiền nhân này anh em ạ cái lời chứng hiền nhân này đéo thấy ra đấy anh em ạ đúng kiểu uh, đúng kiểu ngày đầu nó nhử nhử mình nó cho mình ba màu tím mình nó tưởng mình ngon dễ ăn rồi mấy ngày sau không thấy đâu nữa này mà, nó đéo nó đéo chỉ cho mình là cái, cái chỉ số là cái phần trăm là bao nhiêu được cái màu tím mẹ mập mờ mà, mà. mẹ đồ trong đây cái đồ cái đi điều động này thì mẹ tan đội hình chữ vất anh em ạ vi <laughs> cho chữ vất anh em ạ mẹ tan đội hình vất đi ấy chữ vất kiểu chữ nhất anh em ạ mẹ ứng mất thằng lên Liệt nó chơi anh em mình quá rồi chứ này mẹ nhà tan chữ vò mới cả mẹ chữ nhất đi farm mới cả đi 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 đánh bắn bắn từ xa mẹ mày hai đội hình đều nhất lên tan mẹ, đi điều động tháng hai đội hình đều anh em ạ mẹ lên Liệt nó chơi anh em mình quá anh em ạ Ô, ông nào có giống tôi không là tôi bị đen đi mẹ chứ còn chứ còn đội hình tan đội hình chữ vò mới là đội hình chữ nhất đấy nhá mà màu tím mà đéo thấy đâu rồi rồi mẹ sau hai ngày là không có thấy màu tím mà nữa anh em ạ đúng kiểu nó chơi anh em mình rồi nó nó nhử nó nó nhử anh em mình mẹ ngày đầu nó cho mình cảm thấy ngon ngon rồi đến mấy ngày sau nó nó, nó, nó biến mất đi hết anh em ạ anh em nào uh, trải nghiệm uh, nói cho biết nói cho, nói cho tôi biết xem là anh em nào có thêm mấy cái đồ màu tím để đi mấy điều động không anh em ơi chứ còn mẹ ơi bốn năm ngày nay ba bốn ngày nay like, chả thấy cái màu tím nó ra nữa không uh, comment phía dưới anh em nhé